Chào mọi người, lại là Châu quay trở lại với chủ đề ăn chay sống chay. Và kể từ tập ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho các bạn rốt cuộc thì ăn chay cụ thể như thế nào, ăn những gì trong tủ đồ, các bạn nên mua những gì trong tủ lạnh, nên cần có những gì. Thì đầu tiên là tủ đồ ăn của mình. Wow, thật ra là chỉ có ngăn thì thôi, tại vì mình ở chung với hai bạn nữa. Nhưng mà nếu bạn có điều kiện có tủ đồ ăn to hơn thì càng tốt. Bình thường nó không có gọn gàng như thế này đâu, nhưng mà tại vì để làm cái video này, mình biết là các bạn sẽ rất khó nhìn nếu như mà cứ xoay vào một cái tủ đồ bình thường, thành ra mình phải cất công dọn lại và sắp xếp ngay hàng thẳng lối. Nhưng mà bây giờ mình sẽ vâng hết tất cả những thứ này ra ngoài để tiện giải thích cho các bạn những cái item này là gì và góc nói chung là cũng rõ hơn. Bưng tất cả mọi thứ ra ngoài để cho các bạn dễ nhìn. Bây giờ mình sẽ đi từ giữa, tại vì đây là những cái mà mình dùng dường như là hàng ngày, xong rồi sang hai bên ha. Đầu tiên là cái này trước đi. Thì đây mọi người sẽ thấy mình có hai loại dầu ăn khác nhau. Đó là canola. Canola tiếng Việt là gì nhỉ? Canola oil. Cái này là để spray, tức là lúc mà mình làm bánh pancake á, mình thích dùng cái này hơn, tiện hơn, với lại hoặc là lúc làm salad. Hai là dầu ăn bình thường, thì ở đây là có dầu dương. Nhưng mà quan trọng á, mình vẫn luôn nói với mọi người là thay đổi đa dạng. Thì ví dụ như hết chai này mình sẽ mua dầu ô liu chẳng hạn, hoặc là dầu đậu, dầu gạo gì đó, đại khái là thay đổi thường xuyên. Tiếp theo là apple cider vinegar, giấm táo đúng không? Nhiều khi mọi người sẽ nghĩ là đồ ăn chay rất là nhạt, không vị. Thì lúc mà các bạn làm sốt, mình có học được một cái tip, đó là trong nước sốt của các bạn nên có vị ngọt, nên có hăng và nên có chua đúng không? Thì khi mà bạn phối tất cả những cái vị này lại thì nó sẽ tạo ra được một cái loại sốt khá là vừa vị và đậm đà. Thì cái này là để tạo vị chua cho nước sốt. Rồi tiếp theo là muối. Thì đơn giản, muối này là muối iốt. Tiếp tục là xì dầu. Tất nhiên rồi, ăn chay mà không có xì dầu thì không biết là ăn cái gì luôn. Cái này là tương đen nha mọi người. Tương đen gọi là hoisin sauce. Mình không hề biết tương đen gọi là hoisin sauce, nhưng mình nghĩ là ở Việt Nam thì vị nó sẽ hơi khác. Mình thích tương đen ở Việt Nam hơn, nhưng mà bên này chỉ có cái này thôi. Mình có một vài thứ mà được một người bạn Hàn Quốc sau khi dọn về nước đã vứt qua cho mình, đó là cái gì nhỉ? Bột ớt và hạt mè để làm mấy món Hàn Quốc. Thì còn mấy cái này thì ngon cho đa vị. Tiếp theo, cái này lại là một loại giấm khác, gọi là gì nhỉ? Balsamic, đúng rồi. Giấm balsamic thì nó hơi chua chua, hơi mặn ngọt. Cái này lúc mà bạn làm salad với dầu ô liu, bỏ cái này vào là ngon rồi, không cần phải phức tạp. Ok, tiếp tục thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người những cái chai loại linh tinh mà mọi người thấy ở đây. Thì bạn có thể thắc mắc, nếu như bạn xem những cái video pantry tour khác á, sẽ thấy họ có những cái chai cùng màu, cùng hình dáng, nói chung là rất đẹp và rất đều. Mình không có những cái như vậy. Lý do là vì mình không có mua những cái lọ này với chủ đích là mua về xong rồi trút đồ vào, mà thật ra là tại vì mình hay dùng cái bơ hạt nhân này để ăn sáng, bơ hạt nhân để ăn với bánh mì. Sau khi dùng hết thì mình giữ lại, tại vì nó là chai, lọ thủy tinh, và tự nhiên vứt đi thì mình cũng thấy tiếc, mà nhìn nó cũng xinh đẹp đúng không? Cho nên mình giữ lại hết. Hoặc là sau khi mua một cái lọ này là lọ nước sốt làm pasta này,
Thì sau khi dùng xong mình cũng giữ lại, rửa sạch đi, giữ lại để đựng những thứ linh tinh khác. Nói chung là mình thường giữ lại tất cả những cái lọ thủy tinh mà mình có được. Lát nữa bạn sẽ thấy có một hộp lọ thủy tinh dự trữ ở bên này. Ok, thì đầu tiên là cái hàng này, đây là hàng gia vị. Mình không có quá nhiều loại gia vị và mình thường chỉ dùng một số loại gia vị cho một số đồ ăn nhất định. Giả sử như đây có quế này thì hay dùng để làm bánh pancakes ăn buổi sáng. Có tỏi với hành, thật ra là mình hay dùng tỏi với hành tươi để nấu ăn. Nhưng mà đối với hai cái chai này, hai cái lọ này là mình dùng để làm nước sốt, như hồi nãy mình nói là cần phải có ngọt, chua và hăng đúng không? Thì khi mà bạn thêm hành và tỏi bột như thế này vào, nó sẽ đậm vị và thơm ngon hơn. Rồi, nghệ tốt cho sức khỏe, ai cũng biết. Mình hay dùng cái này để nấu với đậu phụ, đúng không? Cái đó gọi là đậu phụ, tofu, đậu phụ. Bỏ này vào thì nhìn nó sẽ giống như là ăn trứng vậy. Rồi mè, bạn sẽ nhận ra là khi bạn ăn chay bạn sẽ cần rất nhiều loại hạt trong cuộc đời, và hạt mè là một trong số đó. Cho nên mình có rất là nhiều hạt mè ở đây. Paprika hay là curry powder, cái này là bột cà ri. Nếu mà bạn ăn cà ri Ấn Độ rồi bạn sẽ biết là nó rất hăng. Nhưng mà nếu như mà thiếu cái bột cà ri này á, thì đồ ăn nó lại không đúng vị lắm. Cho nên mình vẫn thường thêm một ít vào để cho nó có hương vị cà ri đúng chuẩn. Nhưng mà không quá nhiều tại vì mình cũng không chịu được cái ăn đó. Tiêu, ai cũng biết. Ở trên này mình có seaweed. Cái này mình phải tìm mãi mới được. Đây là rong biển đúng không? Thì có nhiều loại rong biển, nhưng mà lúc đó là mình đang tìm rong biển để làm canh rong biển á. Thì cuối cùng là tìm được cái này, cho nên có một cái nắp màu xanh cho nó đúng hương vị rong biển. Tiếp tục, lại là ba cái đồ Hàn Quốc mà bạn mình gửi cho mình chưa bao giờ dùng cái này. Chả biết là cái gì. Cái này nó bảo là dùng với salad, nước sốt để ăn với salad, nhưng mà mình chưa bao giờ ăn, không biết. Đây, cái này chắc là mọi người sẽ biết. Mì cay đấy, vị mì cay đấy. Thì lúc mà bạn nấu ăn mà muốn có hương vị Hàn Quốc thì cứ bỏ này vào, không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Parsley. Thì mọi người nhiều khi không nhận ra đó là nếu như mà bạn quyết định ăn chay toàn phần, ăn chay tuyệt đối thì bạn sẽ không ăn cả mật ong nữa. Thì đối với người Việt nó cũng hơi lạ đúng không? Như mình ở nhà mật ong mình ăn rất là nhiều, không phải là ăn thường xuyên nhưng mà luôn luôn phải có, giống như là một thứ tốt cho sức khỏe. Khi nào mà bạn thấy hơi đau họng một tí bạn sẽ ăn mật ong, giả sử như vậy. Nhưng mà khi mình chuyển sang ăn chay thì mình quyết định là sẽ không ăn mật ong nữa, thành ra sẽ cần những thứ ngọt trong dạng chất lỏng để bạn có thể ăn, với giả sử như là da ua, cũng là da ua từ coconut này nhỉ? Dừa. Hoặc là từ những thứ khác. Hoặc là ăn với bánh pancakes thì sẽ có syrup maple. Maple có tiếng Việt là gì? Không biết không? Maple syrup. Anyway, thì đây là một trong số đó. Cái này cũng như là đường nhưng mà người ta để vào thành dạng chất lỏng như mặt nhà, nhưng mà lỏng hơn. Rồi, cái này là icing sugar. Tức là lúc mà bạn đi vào các tiệm bánh á, xong rồi bạn thấy có một cái lớp màu trắng bột ở trên mà ngọt ngọt á, thì nó là cái này. Mình cũng không dùng lắm tại cái này được cho, cho nên cứ để đó thôi. Tiếp theo là dầu dừa. Như mình nói hồi nãy thì bạn nên có nhiều loại dầu trong tủ của bạn, không nhất thiết là phải cùng một lúc có tất cả các loại dầu, nhưng mà hết cái này thì nên thay đổi cái khác, cứ luân phiên như vậy. Thì dầu dừa mình để ở đây tại vì lâu lâu mình sẽ làm bánh, thì trong lúc làm bánh bạn nên dùng dầu dừa, nó sẽ thơm và ngon hơn. Trên này chỉ có linh tinh thôi, mấy cái can đậu này. Thì có hôm thì nhiều hơn, có hơn hôm thì ít hơn. Và có một cái đó là vegetable stock. Trong cái viên này nó sẽ có hương vị, giả sử như cái này là beef flavor. Có những cái loại beef flavor chay, tức là người ta chỉ là hương vị thịt bò thôi,
nhưng mà thật ra không phải là bò. Mọi người sẽ thường dùng cái hương vị rau củ quả hơn. Moving on, qua bên này tổng hợp các loại hạt. Nhìn như thế này mọi người bảo nhiều nhưng mà thật ra không nhiều đâu, đơn giản lắm. Đầu tiên, hemp seed mình hay dùng để làm smoothies. Thêm một ít chất bổ cho cơ thể. Chia seed, người ta bảo là nên ăn ít nhất một muỗng một ngày, một muỗng cà phê, một muỗng bé bé thôi thì cũng bỏ trong smoothie luôn. Hoặc là lúc mà bạn nấu cơm á, bạn có thể bỏ cái này vào thì để cơm của bạn nó hơi như nào nhỉ? Hơi dẻo hơn, hơi ẩm hơn một chút nhưng mà mềm, đã khá là ăn, cảm giác khá thích. Vị thơm không? Không thơm, chỉ có cái texture, cái nó hơi khác thôi. Cái này là quinoa, thì quinoa thay nó cũng là một dạng mà vừa có carb, vừa có tinh bột, vừa có protein trong này, thì ăn thay cơm chẳng hạn, ví dụ như bạn ăn salad xong rồi bạn bỏ trống nấu cái này lên ăn chung với salad cũng ngon nè. Mình cũng không hay dùng quinoa lắm nhưng mà lâu lâu, đại khái là đa dạng mà lúc nào cũng phải có. Rồi, cái này là gì nhỉ? Cái này là dừa, dừa khô hả? Dừa gì đây? Desiccated coconut. Cái này là nước dừa, từ nước dừa hay là từ cái... Từ cái ruột dừa, từ cơm dừa. Cơm dừa cạo, nạo. Sau một hồi Google thì bọn mình đã phát hiện, tìm ra được nó là cùi dừa mọi người ạ. Không dành tiếng Việt. Không dành mà. Không, tại vì ở... Không biết ở trong Nam ngoài Bắc như thế nào, nhưng mà chỗ mình ở Gia Lai thì gọi là cơm dừa. Thì đại khái là cơm dừa nạo ra, cái này mình hay dùng để rắc lên trên bánh, làm bánh cho ngon. Rồi, cái này là bột nở để làm pancakes hoặc là làm bánh. Đây là thứ mình muốn giới thiệu với các bạn. Iốt. Thấy không? Thì lý do tại sao mình có ở đây, ngoài cái chuyện là mình có muối iốt, thì mình vẫn muốn có một cái nguồn bổ sung iốt khác mà không phải là từ muối. Tại vì thật ra ăn nhiều muối quá cũng chả tốt. Thì cái này nó là giống như là thuốc nhỏ mắt đó mọi người, nhưng mà nó là iốt. Thì giả sử như bạn đang smoothie thì bạn nhỏ 3 giọt vào, 2 giọt, nói chung là thật ra là mình cũng không phải là thiếu iốt hay là gì. Hoặc là một cách khác để mà bổ sung iốt cho cơ thể đó là bạn ăn nhiều rong biển. Nên cái này thật ra là cũng không được sử dụng nhiều lắm, nhưng mà muốn cho mọi người biết là mình có hạt nước nhỏ iốt ở đây. Ok, tiếp tục, hồi nãy mình có nói đây là bơ hạt nhân. Mình thích bơ hạt nhân hơn là bơ đậu phộng. Chả biết sao nhiều người ghét nó nhưng mà mình thích hơn. Đường nâu để làm bánh luôn. Cái này, đây là một thứ rất quan trọng và rất thú vị. Nó là nutritional yeast. Không biết tiếng Việt là gì, nhưng mà cái này bổ sung vitamin B12. Thứ mà mọi người vẫn luôn rất lo lắng khi mà chuyển sang ăn chay thì phải ăn thì phải lấy B12 từ đâu, đúng không? Thì trong cái nutritional yeast này có bổ sung B12. Bạn có thể dùng cái này để rắc lên salad cho những, hoặc là ăn những thứ mà nó hơi nhìn như là phô mai, hơi cheesy một chút, khá là ngon. Mình cũng hay nấu cái này với lại đậu hũ tươi, đậu hũ non ấy. Nói chung là thêm dưỡng chất vào. Rồi, đây lại là một thứ thú vị khác mình rất là thích, đó là tahini. Tahini, nếu như mà bạn ăn những cái sốt như là sốt mè Nhật Bản thì bạn sẽ nghe cái mùi này, tại vì tahini nó là roasted sesame, tức là hạt mè, mè rang, đúng không? Thì người ta làm cái sốt từ mè rang. Cái này mình hay dùng để làm nước sốt, như hồi nãy mình nói là hăng ngọt và chua, đúng không? Thì cái này sẽ tạo vị hăng và cho nó một cái độ béo nhất định á. Cực kỳ thích, mình ăn cái hũ này là hũ thứ ba rồi. Rồi, cái này là đường, thì đường thôi, cũng ít dùng. Đây lại là một loại thay gạo khác, thay cơm khác, nó gọi là gì nhỉ? Lentil. Em biết lentil là gì không? Lentil. Anyway,
lentil thì có loại lentil màu xanh hoặc là có lentil màu đỏ. Cái này đậu lăng. Đậu lăng hả? Thì ok, tiếp tục sau một hồi Google mình đã tìm ra được nó là đậu lăng. Đậu lăng này đã được tách vỏ này thì cái này nấu sẽ nhanh hơn. Và lúc mà bạn làm súp á, mà muốn súp mà xay lên súp đặc á nha, chứ không phải nước súp lỏng lỏng như của mình á, thì dùng cái đậu lăng màu đỏ này sẽ dễ hơn. Còn đậu lăng xanh này thì nhiều khi ở nhà lại ăn thay gạo, thay vì ăn cơm thì mình sẽ ăn cái này. Nói chung là mình cố gắng hết sức để ăn đa dạng đó. Đó là bằng chứng cho mọi người thấy mình ăn đa dạng cỡ nào. Tiếp tục là hạt điều. Đấy là hạt mình thích nhất. Tại vì hạt điều thật ra rất là béo, cho nên bạn dùng hạt điều này xay lên với một ít sữa thì bạn sẽ thấy là nó sẽ cho ra được cái nước sốt như kiểu là bạn nước sốt phô mai vậy á. Cực kỳ thích cái hạt điều này, kể cả ăn snack không cũng ngon rồi. Mình ăn rất là nhiều hạt điều. Không nên ăn quá nhiều nha. Đây là hạt dễ. Đúng, hạt dễ. Hạt dễ đó mọi người. Hạt dễ này không chỉ có ăn vào ngày Tết mà bình thường cũng ăn được nha. Đây là hạt hướng dương. Bình thường ở Việt Nam mình hay ăn hạt hướng dương trong quán cà phê đúng không? Thắng lắc 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 lắc. Thì người ta tách sẵn rồi cho nó béo hơn. Ừ đúng, chả biết sao hạt hướng dương lại béo hơn nhỉ. Béo nhưng mà nhỏ hơn. Thế lại nó bị bẹp. Hạt hướng dương cái này cũng bỏ trong smoothie lại khá là. Lúc mà bạn ăn smoothie hoặc là ăn oatmeal cháo yến mạch ấy, bạn lắc các loại hạt lên. Chả biết mình sẽ rắc cái này, rắc cái này, xong rồi lâu lâu lại bỏ thêm hạt nhân, xong rồi một đống trái cây vào và một ít nước sốt ngọt 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 và nữa thì yum. Rồi đó là đây là cái thứ mà mình hay dùng, dường như là dùng hàng ngày, đặc biệt là bên này. Và bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đến hai bên này xem thử có cái gì ha. Alright, đó là phần chính. Tiếp theo ở bên này mình có gì? Mình có gạo, hũ gạo bự. Mình hay dùng gạo nâu. Mình hạn chế ăn gạo trắng hơn, tại vì sau này mình biết là cái hạt, cái lớp cám ở bên ngoài gạo á, nó tốt cho sức khỏe, cho nên mình từ đó mình đã chuyển sang ăn gạo nâu và gạo lứt. Thật ra là mình chưa bao giờ mua gạo lứt bên này, nhưng mà nói chung là thay thế gạo trắng. Đây là pasta. Thường thì mình chỉ có một loại thôi, một là cái này, hai là penne. Penne tức là nó cũng ngắn ngắn như nuôi á mọi người, chứ mình không thích pasta kiểu spaghetti để dài xong rồi ăn răng mình tà la nấu cũng mệt được. Tiếp theo là cornflakes. Là cornflakes thì cornflakes ăn sáng hoặc là yến mạch ăn sáng luôn. Rồi qua bên này. Đây, mọi người sẽ thấy đập vào mắt của mọi người là mì tôm. Đây là mì tôm. Đây là loại mì tôm duy nhất mà mình thích. Và nó chay, tức là trong thành phần của nó chỉ có toàn là cái gì nhỉ? Đậu nành, đậu hũ, hoặc là flour, bột, mì, chứ không có cái gì khác. Cho nên may mắn là đây là loại mà mình thích. Nếu như nó mà không chay chắc không mình khóc. Cái này là protein bar, thanh protein. Mình hay dùng cái này lúc mà ví dụ như đi chơi cả ngày chẳng hạn, mà sợ là đói giữa chừng hoặc là sợ đi ra ngoài khó tìm đồ ăn chay á, thì mình sẽ mang một hai thanh như thế này đi dự phòng để không phải kiểu đói quá xong rồi ăn đại cái gì thì sẽ không ăn chay được, đúng không? Bạn sẽ thấy mình chỉ có hai gói thôi. Lý do là vì mình nói chung là cái tổ đồ này gọi là khá là healthy đấy, khá là lành mạnh. Mình không có mua nhiều cái bim bim hay là kẹo hay là mì tôm quá nhiều, tại vì những cái đó không tốt cho sức khỏe, nhưng mà nó lại quá gọi là ngon á. Cho nên nếu như mà để trong tủ đồ thì chắc chắn kiểu như thật ra lúc đó bạn không thèm lắm, nhưng mà bạn biết là nó ở trong tủ, thành ra bạn sẽ mò đến lấy ra ăn.
cho nên tốt nhất là không mua luôn thì sẽ không ăn được. Thì mới mua hai gói ngày hôm qua, chắc là cũng sẽ ăn cho ngày hôm nay mất. Alright, tiếp tục là bốn cái lọ này. Bốn cái lọ này là đúng nghĩa mình mua để mình bỏ ra cho nó đẹp để quay cái video này cho mọi người luôn á. Đầu tiên là bột cacao. Có thể là các bạn sẽ sợ lúc mà chuyển sang ăn chay thì sẽ không ăn được cái nhiều loại bánh rồi ngon ngọt các thứ thì không. Bột có, với bột cacao thì bạn sẽ làm bánh sô-cô-la được mà không cần phải lo là nó không chay. Tiếp tục là cacao nhíp. Cái gì nó như kiểu là sô-cô-la mà nó trong nó thành từng mảnh vụn ra nè, mảnh sô-cô-la chip. Cho vào chocolate chip. Thì cũng có thể gọi là như thế. Thì lúc mà bạn làm bánh cacao, bạn có thể bỏ cái này vào cho nó có trang, vừa trang trí vừa ngon hơn. Đây là bột bột ngô thì nó sẽ làm săn tất cả những cái dung dịch lại, đúng không? Cái loại dung dịch lại lúc mà bạn làm súp thì bạn có thể bỏ bột ngô vào chẳng hạn, để cho súp nó sệt sệt á. Thì mình chỉ thấy là lâu lâu làm những món mà như kiểu nước sốt theo kiểu Trung Quốc đó, thì có bột ngô này sẽ làm cái nước sốt đó ngon hơn. Và tiếp tục là bột mì bình thường. Bình thường lúc mà ở Việt Nam mình cảm thấy là mình rất ít khi dùng bột mì, nhưng mà từ lúc ở bên này học làm bánh pancakes, rồi học làm bánh, kể cả bánh xèo Hàn Quốc hay là những cái bánh linh tinh như thế, mình cũng chịu khó dùng bột mì hơn. Thì bột mì lúc nào cũng có trong tủ. Tiếp theo là phần cuối cùng của cái tủ đồ của mình, đó là cái hộp này. Tại sao? Đây là cái hộp tàn trữ những cái lọ mà mình không muốn vứt, tại vì mình nghĩ mình sẽ dùng nó để đựng hạt hay là đựng cái gì đó. Thì sẽ có đủ các loại lọ khác nhau, hoặc là mình sẽ có đồ dự phòng là nó nằm ở đây. Nói chung là đồ linh tinh thì để đây có cà phê. Và mình có một cái giỏ này để đựng linh tinh, giả sử như là snack trong biển, hoặc là hành nè, hành mà để đến mọc sắp thành cây luôn rồi. Hoặc là đây là khoai tây. Khoai tây cũng là một loại tinh bột tốt, bạn có thể thay thế, hoặc là khoai lang. Đó, thì trong này có cả tỏi nè, hoặc là một vài bì tràm mới được cho ngày hôm qua nữa. Vậy là đâu còn nữa nhỉ? Đây, cầm cái này là đồ làm smoothie của mình, hoặc là dụng cụ làm bánh nè. Những cái này là máy để nghiền á, máy nghiền đúng không? Nghiền để cho tất cả những cái nguyên liệu của các bạn nó bị nghiền nát ra thì sẽ dễ làm bánh hơn. Và một số cái khay làm bánh. Còn một cái nữa, cái này mình vừa mới phát hiện ra ngày hôm qua, đó là sữa macadamia. Đây là một loại hạt khác, mình chưa bao giờ nghe nói cho tới khi mình đến Úc. Hạt macadamia thì kể từ lúc mà mình quyết định mình sẽ không uống sữa bò nữa, thì mình cảm thấy cuộc hành trình thưởng thức các loại sữa của mình rất là thú vị. Nếu như mà bạn uống sữa bò, đi vào trong siêu thị bạn sẽ chỉ nhắm vào sữa bò thôi, tại vì bạn nghĩ là sữa bò mới tốt cho sức khỏe đó, các thứ. Còn khi mà chuyển sang uống sữa từ hạt, từ đậu á, thì mỗi lần đi siêu thị mình lại đi tìm một loại sữa mới. Ví dụ như cái này là macadamia, xong rồi có hôm thì sữa đậu nành thì bình thường rồi, đúng không? Hoặc là mình đi tìm sữa hạt đậu, đậu xanh á, cả hạt điều nè, hoặc là chestnut. Đại khái là mỗi lần đi siêu thị mình sẽ phát hiện ra một loại sữa đậu mới hoặc là sữa hạt mới, thì mình sẽ kiểu yay, và mình sẽ thử nó. Và đó là tủ đồ khô của mình. Thì chỉ còn một số thứ khác mình để trong tủ lạnh để giữ cho nó tươi hơn. Ví dụ như là maple syrup này, hoặc là đây, mayonnaise chay. Đến đứa nào mà nói ăn chay không có vị thì suy nghĩ lại ha. Cái này là ớt nghiền, nếu mà để ngoài sẽ bị hư cho nên cũng phải để trong tủ lạnh. Và một số loại sữa, mình có cả
bơ chay nè, tức là làm từ chắc là cũng dầu hướng dương hay là gì đó, thì dùng cái này ăn với toast cũng ngon. Và một số loại trong này mình có một số loại phô mai có một số loại phô mai chay khác. Dạo này mình đang thử một vài công thức chay mới mà những món ăn này theo mình nhìn thì chắc là món ăn từ phương Tây ấy, cho nên cần phải dùng các loại phô mai để thay thế. Thật ra mình thì mình vẫn thích ăn đồ ăn châu Á hơn, tại vì mình có cảm giác nó đậm vị hơn, kiểu vị của nó phong phú hơn và cũng ít béo hơn nữa. Nhưng mà tại vì mình có một kênh Instagram, mọi người hãy theo dõi Reverse Evolution. Mình làm các món công thức ăn chay mới, cho nên nếu mà mọi người tò mò muốn biết là ăn chay phải ăn những món như thế nào, có thể lên đó và xem. Nếu như mà mọi người có ý định chuyển sang ăn chay và không biết bắt đầu từ đâu thì có thể, mình hy vọng là cái video này sẽ giúp các bạn có thêm được một gợi ý nào đó về những cái thứ mà các bạn nên mua và có ở trong tủ đồ khô của mình. Thật ra là mình không có nhiều như thế này ngay từ lúc bắt đầu đâu. Ban đầu mình chỉ có chắc muối tiêu và dầu ăn là hết rồi á. Nhưng mà kể từ lúc chuyển sang ăn chay thì mình bắt đầu mua thêm vào dần dần, từng món một, từng món một. Và mình cũng khuyên mọi người là nên mua từng món một như vậy, thay vì bây giờ cứ liệt kê ra hết xong mua một đống rồi lỡ mà không dùng thì nó lại phí, rất là phí. Thì hy vọng là các bạn thích video lần này và hẹn gặp lại các bạn.